Thu gọn nhân công là một trong những cái mà Mai mê mặt nó. Làm cho khuôn mặt của Mai bây giờ là nó trẻ, nó tươi, không cười này. Không cười nó cũng tươi. Vừa rồi là coi như là Mai đi làm từ thiện ấy, là lúc nào Mai cũng đeo khẩu trang hết. Thì là về là mới bắt đầu là căng ra mặt, siết cơ bằng kỳ xong một cái rồi là cắt để thu gọn nhân trung, tạo hình nhân trung. Mới được có một ngày thì mình lên đường ra Cao Bằng luôn. Cả nhà vô trong cái TikTok của Mai ấy, cái video mà Mai trao cho làng nầu 1 tỷ ấy. Lúc đó là Mai tháo khẩu trang ra, bây giờ nhìn lại buồn cười lắm. Bởi vì cái chỗ đấy nó đô đô, cái nhân trung lúc đó thế nào, có nghĩa là nó chưa có lành á, cho nên hai cái chỗ này nó hơi sưng sưng. Đến bây giờ thì nó không sưng, 1 tháng rồi, nó chỉ sưng trong vòng 5 đến 10 ngày thôi. Để cho nó hoàn thiện thì cỡ 3 tháng là nó thể hoàn thiện. Bởi vì lý do sao cái chỗ này này là các cái hệ thần kinh rất là nhiều. Đó là cái mê thứ nhất. Rồi cái mê kế tiếp đó là nếu những ai mà không căng ra mặt siết cơ bằng chị thì cuộc đời quá phí, quá uổng luôn. Căng được 2 lần rồi. Lần thứ nhất á là cách đây 6 tháng thì lúc đó là Mai căng ra mặt siết cơ bằng chị là cái chị mà màu tím tím á, có loại tốt nhất ở Việt Nam. Nhưng mà sau này thì cái chị tím tím nó cũng tốt, nhưng mà Mai thấy nó chưa có được trắng lắm. Thì lần vừa rồi thứ hai thì rút kinh nghiệm từ lần đầu, cho nên là Mai tìm ra được một cái loại chị là cái sợi chị nó là màu trắng. Nhưng mà trong cái loại chị của nó thì nó có thêm các cái thành phần tính chất là thành phần làm trắng da và thành phần hỗ trợ để mà kích thích gelatin để sản sinh ra collagen. Thì lúc đó Mai hơi khờ chỗ là Mai căng da mặt, nhưng mà Mai đưa sợi chỉ gỗ ít quá, nhưng mà sau khi căng xong là nó hiệu quả quá, cho nên là đến bây giờ là mới có 6 tháng. Thế thì tại làm sao mà mới căng da mặt có 6 tháng mà bây giờ Mai căng trở lại lần nữa? Bởi vì Mai muốn là da mặt Mai phải căng được 90%, nhưng mà lần đầu tiên Mai căng ít sợi quá. Lần đầu tiên Mai căng đã có 10 mấy sợi, thì lần thứ hai Mai bổ sung thêm mấy chục sợi nữa. Cho nên là nếu mà để có một lời khuyên cho cả nhà thì nếu mà có tiền thì ngay từ đầu là căng những cái gói mà nhiều sợi hơn để cái da mặt của chúng ta được siết vào thì nó sẽ đẹp hơn. Làm xong không bao giờ phải cắt chỉ. Cái thứ hai là nó hạn chế tối đa xâm lấn, cho nên nó vừa da mặt của chúng ta vừa siết cái cơ lại nó chắc chắn, mà nó lại là ở trong cái sợi chỉ này nó có thêm cái thành phần tính chất làm trắng da và nó có thêm cái thành phần tính chất là kích thích elastin để sản sinh ra collagen, cho nên cái da mặt càng ngày càng trắng ra. Là Mai thích cái thằng cha đó. Cuộc đời này tuyên bố một câu, thà bỏ gì thì bỏ, còn riêng căng da mặt siết cơ bằng chỉ bà Mai tuyên bố không bao giờ bỏ. Đó là câu chặt nách. Bởi vì là thứ nhất là bây giờ 50 tuổi rồi, đẹp thì muốn đẹp chứ cũng sợ chết. Bởi vì làm cái gì mà căng da mặt mà lợt ra rồi là tổn thương nặng, sợ lắm, sợ rủi ro. Bởi vì những cái đó là xâm lấn quá nhiều. Với là cái căng da mặt siết cơ bằng chỉ làm không đau một tí nào, nhưng mà từ sau 4 đến 6 tiếng nhá, là lúc này là phải chuẩn bị là uống thuốc giảm đau. Mà uống Panadol là không có xi nhê gì hết á. Phải uống cái thuốc gì mà cái viên nhỏ nhỏ á. Cho nên em phải nói cho bác sĩ nhà mình á, là riêng cái nhân trung này là phải cho 2 loại giảm đau. Nếu không mai mốt về là chị bà Mai. Mai từng nghe có một video, một vài cái video thu nhân trung này nó sẽ có sẹo, thì Mai khẳng định luôn có thể những chỗ khác làm có sẹo, nhưng mà với thương hiệu Marisa thì chắc chắn 100% cam kết đó là thu gọn nhân trung không bao giờ để lại sẹo. Đó là cái điều mà chặt ních một tổng giám đốc phát ngôn ở trên truyền thông. Bởi vì nếu mà để lại cái sẹo nó xấu lắm. Mai phải tìm tòi học hỏi nghiên cứu, cũng như nhờ giáo sư tiến sĩ từ những cái đất nước như là Hàn Quốc với Trung Quốc về. Thì cái việc đầu tiên nó thật với cả nhà luôn là làm cho Mai trước, chứ chưa phải làm cho khách đâu. Chuyển ra cho bác sĩ để làm cho Mai trước. Thì sau khi mà Mai làm Mai thấy đẹp rồi, ok rồi, thì lúc đó mới là làm cho khách hàng.